Hello anh em, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2020. Bên Dụng Cụ Container đây cũng mới về một số mặt hàng này, cũng như là đối với mình thì đối với lại bên Dụng Cụ Container thì rất là mới nha anh em. Nhưng mà cái này là mới thì nó không phải là mới so với mình, nhưng mà mình cũng như là chiếc này hàng mình về mình có sẵn, mình lên cho nên phục vụ cho anh em luôn ha. Cũng như chiếc này mình về là được 5 con máy cắt cỏ. Đó là cũng như là nó có được là ba thương hiệu, một thương hiệu là Ruby, thương hiệu là Tanaka và ba con là thương hiệu của Echo ha. Thì cái này thì mình sẽ cái này là cũng như là nguyên rim toàn bộ nha anh em. Này là hàng nội địa Nhật mới về tới đó. Cái này là nguyên rim toàn bộ ha, cần cán đầu bò này kia là nguyên rim hết, theo máy hết toàn bộ. Mấy cái này thì đều có lưỡi cưa hết nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin không có làm mất cái thời gian của anh em, thì mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình con số 1 và báo giá, cũng như mình sẽ báo giá trực tiếp từ cây luôn. Anh em nhớ nghe cái giá kỹ nha. Thì anh em mà có chốt được hàng bên mình thì cái số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình con số 1. Đây. Đó. Ngoại hình con số 1 Ruby nha anh em. Đó, Ruby ha. Ruby á thì con này thì nó có model là KK 2370. Đó, 2370 ha. Đó, máy là nguyên zin hết. Là như cần cán đâu ha, mấy cái tay ga đồ còn đầy đủ hết. Đó, theo máy hết. Đó, còn thì con này nó một có một cái lưỡi, là cái lưỡi của nó là coi nhiêu. Cái lưỡi nào của nó? Lưỡi đó không? Đó, con này thì cái lưỡi này là lưỡi của cái máy Ruby nha anh em. Cái lưỡi này là lưỡi 230 ha. Cái lưỡi này là lưỡi 230. Nhưng mà mình kiểm tra lại thì thấy cái lưỡi này là cũng như là nó bị mẻ đâu, cũng dài lưỡi đó. Thì nếu mà anh em mà nếu mà có cần thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em thêm một cái lưỡi nữa. Tại vì mấy cái lưỡi này cái mình chuyên làm hàng nội địa Nhật mà. Lưỡi này thì mình không có thiếu ha. Đó, mình có thể là mình hỗ trợ cho anh em thêm một cái lưỡi này ha. Đó, nếu mà anh em nào có chốt được máy này, mình hỗ trợ anh em một cái lưỡi này. Đó, cái lưỡi này thì mình thấy nó bị mẻ mấy hộp kim rồi nè. Đó, bị mẻ hết cỡ 2-3 lưỡi gì đó ha. Rồi thì ngoại hình máy là cũng như là nguyên zin đẹp nha anh em. Đó, tay cầm đồ này kia còn đầy đủ hết. Nhưng mà có cái là cái máy này thì mình sẽ thông báo luôn cho anh em là tình trạng cái máy mình là cũng như là nó về hàng bị đè, bị bể chỗ này chút xíu nha anh em. Đó, bị bể đè nứt chỗ này chút xíu. Đó, mình thông báo cho rõ cho anh em ha, để anh em chốt hàng. Đó, cái này thì về anh em hàng lại chút xíu cũng không sao đâu. Nhưng mà mình để nguyên zin vậy, mình để bán luôn cho anh em. Rồi, bây giờ sau đây là mình sẽ cái phần mình test máy ha. Đây, cái tay cầm này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Đó, khi mà anh em mà bóp vô á, bóp cái tay ga vô á là anh em kéo trên đây ha. Đó, anh em buông ra là bắt đầu ga nó tự động chảy về. Đó, nó cũng rất là tiện lợi luôn ha. Đó, bây giờ mình kéo lên đi. Rồi bây giờ mình test cho anh em xem. Rồi bên đây là cái công tắc nha anh em. Công tắc bên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ test ga cho anh em xem. Okay.
Rồi. Rồi, rất là nhạy nha anh em. Rồi đó máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lại một lần nữa mình cho anh em xem ha. Ba máy rất là nhẹ. Rồi. Rồi, cũng như là cái máy này á là cũng như là nãy giờ mình cũng đã nói về những cái chi tiết máy này rõ về cho anh em cũng đã hiểu rồi. Thì coi như là cái máy này là nguyên zin từ cần cán tới đầu bò luôn nha anh em. Từ cần cán tới đầu bò nguyên zin hết toàn bộ. Ha. Đó. Rồi, bắt đầu qua tới con số 2 đi. Rồi bây giờ mình sẽ thông báo lại con số 1 một lần nữa ha. Con số 1 máy cắt mấy cái cỏ ruby. Con này nó có model là KK2370. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1.800.000 nha anh em. Giá 1.800.000 nha. Rồi, tới tiếp tục là một cái con Tanaka anh em. Đó, con Tanaka này ngoại hình khá là ok luôn ha. Đó, con này, Tanaka này thì nó có model là CG24. Đó, CG24 ha. Đó, ngoại hình máy con này là cũng như là nó không bị tì vết gì hết nha anh em. Đó, máy cũng còn rất là ok luôn. Cần cán đồ đầu bò đồ nguyên zin hết toàn bộ ha. Mấy tay cầm của Tanaka nè. Đồ đầy đủ hết ha. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thông báo giá con số 2 ha. Con số 2 máy cắt cỏ Tanaka, con này nó có model là CG24. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1.500.000. Ha, giá 1.500.000. Rồi cái lưỡi của Tanaka mình sẽ cho anh em xem một cái lưỡi của Tanaka luôn. Đây, đây là một cái lưỡi của Tanaka ha. Đó. Mấy cái lưỡi này, lưỡi Tanaka này cũng còn được anh em, nhưng mà có cái mình thấy nó lục quá, hơi lục quá. Rồi, nếu mà anh em nào mà có căng á thì mình sẽ hỗ trợ luôn cho anh em một lưỡi nữa. Đó, thêm một cái lưỡi này. Đó, lưỡi này là về anh em mà cắt cỏ có ống đồ rất là sướng nè, tại vì răng của nó rất là thưa. Đó, cắt cỏ ống, cắt sậy đồ này kia rất là ngon ha. Đối với lại cái lưỡi này. Cái nào mình nhớ nha. Rồi thì bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem ha. Rồi, con số 2 máy cắt cỏ Tanaka, con này nó có model là CG24. Đó, con này là cần cán nguyên bản, cũng như là nguyên zin toàn bộ hết nha anh em. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1.500.000. Đó, giá 1.500.000. Rồi, tiếp tục là qua tới một anh nữa. Con này là con Echo anh em. Đó, con này là nó có cái thương hiệu là Echo ha. Đó, con số 3 nè. Đó, thương máy cắt cỏ thương hiệu là Echo. Đó, con này thì nó có model là GT220. Đó, GT220. Con này thì mình được giá bán cái này với giá là 1.500.000 nha. Đó, giá 1.500.000. Rồi thì cái máy này thì nó có một cái lưỡi, đưa cái lưỡi bên kia. Ừ. Đó, cái máy này thì nó có theo một cái lưỡi này nha anh em. Cái lưỡi này thì răng thưa nè. Đó, rất là thích hợp cho anh em mà cắt chẳng hạn như mấy cỏ ống cắt sậy đồ này kia rất là sướng ha. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, cần cán đồ nguyên bản zin hết toàn bộ. Đó, máy móc là cũng như là bên mình là cũng như là anh em cũng yên tâm ha. Đó, cũng như là nguyên bản zin hết. Đó, cần cán đồ đầu bò đồ nguyên zin hết. Rồi sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đây là cái phần công tắc ha. Đó, tay ga bóp luôn nè. Đó, cũng rất tiện lợi. Quá im. Anh em nghe nổ không? Nổ là im luôn luôn á. Oh,
Ồ, mấy người vô nổ nghe cái bồn cái âm nghe đã hả? Im. Quá ngon. Rồi, tắt máy nha anh em. Rồi bây giờ mà mình cũng xin thông báo với giá lại cái con số 3 máy cắt cỏ Echo. Đó con này á nó có model là CG220 nha anh em. Đó CG220. Đó thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1,5 triệu. Thì con này nó có một cái lưỡi là lưỡi này luôn nha anh em. Đó lưỡi răng thưa luôn. Ha, lưỡi răng thưa luôn. Đó thì cái lưỡi này á thì rất là thích hợp cho anh em, là có thể là anh em mài được ha. Đó có thể là nếu mà nó bị lục á là có thể là anh em mài được. Đó cũng rất là tiện lợi ha. Rồi giá con số 3 máy cắt cỏ Echo này á, thì giá có giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, giá là giá 1,5 triệu. Rồi tiếp tục là một cái con số 4 anh em. Đó, kiếm cái gì kia đó. Đó con số 4 ha. Con số 4 cái nó cũng là hiệu là Echo luôn. Đó con số 4 hiệu Echo luôn. Đó con này thì nó có model là GT260. Đó GT260 ha. Đó máy khá là lớn. Đó con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,7 triệu. Thì con này nó đi kèm theo một cái lưỡi máy tinh anh em. Đó một cái lưỡi máy tinh luôn, chưa có xài qua luôn. Đó mình để luôn cho anh em ha. Lưỡi này là lưỡi hàng Nhật Bản nha anh em. Đó lưỡi máy tinh luôn, chưa có xài qua luôn, chưa sử dụng qua luôn. Đó nhìn nha. Đó cũng như rất là tiện lợi ha. Anh em mà sắm được cái máy này về là cũng như là cắt rất là ngọt luôn. Đó cái lưỡi mới mà. Lưỡi mới mà hàng nội địa Nhật nữa thì anh em cũng yên tâm mà sử dụng. Rồi bỏ này luôn kia. Rồi bây giờ là sau đây là cái phần test máy cho anh em ha. Đấy, nổ rất là chắc ha. Dạng thì rất là nhuyễn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test ra ha. Đưa vô các cái cỏ có ống cỏ chạy rồi các nở xuống. Rồi máy nổ rất là ok, lên ra rất là ngọt luôn anh em. Rồi mình xin ra tắt máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá lại con số 4 một lần nữa. Đó, con số 4 máy cắt cỏ Echo, con này nó có model là GT260. Đó. Đi kèm theo một cái lưỡi máy tinh chưa có sử dụng qua luôn, là lưỡi Nhật Bản luôn nha anh em. Đó con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,7 triệu. Rồi tiếp tục một cái con Echo màu trắng. Đó màu trắng chinh nguyên ha. Đó màu trắng chinh nguyên nó rất là ok luôn. Nhìn máy ngoại hình có như là khá là đẹp ha. Đó màu trắng, nhưng mà có cái là nó bị mẻ chỗ này chút xíu nha anh em. Cái này là đầu mũ thôi, chứ không gì nó chụp lại để cho nó đẹp thôi, chứ ngoài ra là không ảnh hưởng gì máy hết. Nhưng mà cái nào thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ nói rõ cho anh em để anh em dễ chốt hàng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em biết là cũng như là cái giá của cái con số 5 này ha. Đó, máy số 5 cắt cỏ Echo. Con này nó có model là GT24 nha anh em. Con này nó có model là GT24. Đó GT24 này á, là cũng như là mình tính á, cũng như là mình tính theo cái thứ tự á, là GT24 là cái lồng nó là lồng 24. Đó nếu mà GT22 là lồng 22, GT26 là 26, là cũng như mình nhìn ngay cái mã số của nó là mình biết là cái lồng nó bao nhiêu ha. Đó cũng như mình thông báo rõ luôn cho anh em để anh em khỏi phân vân về ở cái lồng nhiêu ha. Rồi con số 5 máy cắt cỏ Echo. Đó con này nó có model là GT24 lồng 24. Đó con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,5 triệu. Thì con này nó đi kèm theo một cái lưỡi là lưỡi răng thưa. Đó cái lưỡi răng thưa luôn ha. Đó cái lưỡi răng thưa lưỡi này. Đó cái lưỡi này còn rất là bén nha anh em. Đó rất là bén luôn. Đó cực kỳ bén. Đó rồi thì con này thì mình được giá bán cho anh em
với giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, con số 5 máy cắt cỏ Echo là với giá là 1,5 triệu. Rồi bây giờ sau đây là mình chính xin test máy luôn cho anh em xem ha. Quá dữ. Đó, anh em thấy ra thì kinh nghiệm không? Rồi bây giờ mình sẽ test ra luôn ha. Con này á, thì nó nổ là cực kỳ rác luôn nha anh em. Nhưng mà có cái là cũng như là mình có test thử qua rồi, nhưng mà có cái là nó hết xăng rồi. Đó, mình quên châm xăng ha. Anh em cũng thông cảm thì anh em cũng yên tâm. Đó, cũng như là máy này cũng như là nó nổ cũng như là lên ga xuống ga rất là ngọt. Mà cái âm của nó nổ cũng như rất là chát, rất là mạnh mẽ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thông báo lại giá con số 5 ha. Đó, con số 5 máy cắt cỏ Echo. Con này thì có giá là 1,5 triệu. Đó, con này nó đi kèm theo là một cái lưỡi răng thưa luôn. Đó, một cái lưỡi răng thưa này luôn nha anh em. Đó, mình sẽ thông báo cho anh em để anh em dễ biết để chốt hàng ha. Rồi, thì bữa nay là cũng như là mình hàng mình mới về, cũng như là mình có được 5 cái máy cắt cỏ thì mình lên mình phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có cần cái máy nào thì xin liên hệ số 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Còn này anh em mà muốn tới địa chỉ mình thì anh em tới cái địa chỉ là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn ở xa mà muốn tới địa chỉ mình thì anh em cứ vô cái Google Maps dụng cụ cầm tay NT thì Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.